Như Lương trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm 2003, tại phòng Student Union thuộc trường Trung học Yebabina, thành phố San Jose, đã có một buổi gặp gỡ ấm cúng giữa các thành viên trong ban chấp hành cộng đồng Mỹ Việt Bắc California và một số nhân sĩ hội đoàn sau nghi thức chào cờ khai mạc. Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, đi sức tích gì tương sâu. Vì tương lai quốc dân cùng sống vào cơ thể, làm sao cho nó sống từ nay luôn vững bền. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Phút mặc niệm, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức các tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ, dân, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào đã bỏ mình trên sóng biển và rừng sâu núi thẳm để đi tìm tự do vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Và đặc biệt ngày hôm nay, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc niên trưởng đã có công xây dựng và gây sức mạnh cho cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi xin đại diện cho ban bầu cử cảm ơn sự hiện diện của đông đảo của các thành viên trong cơ chế cộng đồng chúng ta và những người cùng chí hướng và lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Chí hướng đó và lý tưởng đó nằm trong tuyên ngôn mà tập thể người Việt quốc gia đã chấp thuận trong cuộc phổ thông đầu phiếu tháng 7 vừa qua. Chúng ta cũng đánh dấu một đoạn đường, một thành công trong tiến trình xây dựng cộng đồng mà quý niên trưởng và quý anh chị đã dày công đóng góp trong những năm tháng qua. Trong tinh thần đó, một lần nữa tôi xin cảm ơn các niên trưởng và các nhân sĩ trong 5 năm qua đã cố gắng đoàn kết các đoàn thể, các hội đồng hương và các hội cựu quân nhân trong việc xây dựng một cộng đồng, một cơ chế cho tập thể người Việt quốc gia. Tôi xin nhắc tên các vị sau đây: cựu trung tá Nguyễn Tài Đàm, ông bà Phạm Hữu Sơn, bác sĩ Trần Quyền, luật sư Đỗ Doan Quế, cựu biện lý Lê Duy San, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Mộc Hồng, các niên trưởng Nguyễn Thanh Lương và phu nhân Hoàng Trọng Đức, Lê Đình Thọ, Trần Trung Chính, Thái Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Thụy, Nguyễn Lương Thiện, Nguyễn Trung Cao, Billy Kim, Vì Dân Media Network, các chị trong hội và phụ nữ, hội cựu quân nhân và các niên trưởng trong sĩ quan cảnh sát quốc gia và các nhân sĩ khác mà tôi xin lỗi không nhớ hết. Chúng tôi không quên ơn công lao của ban bầu cử tiền nhiệm của bác sĩ Trần Công Luyện, y sĩ trưởng y sĩ viện Nguyễn Tri Phương Huế, cũng là trung tá pháp binh Việt Nam Cộng Hòa. Ban bầu cử đó đã làm việc rất nhiều trong giai đoạn đầu để đặt được cái nền tảng cho việc tổ chức bầu cử của chúng ta. Ban bầu cử đó đã gặp phải nhiều sự khó khăn và sự chống đối và chế liễu. Thành quả của công chúng ta ngày hôm nay dựa lên sự cố gắng và kết quả đó của ban bầu cử tiền nhiệm. Lẽ nhiên công việc của chúng tôi không thể hoàn thành nếu không có sự hy sinh và kiên trì của các thành viên trong ban bầu cử hiện tại. Xin cho tôi được nêu lên những danh xưng của những người đó một lần nữa: anh Trần Đức Túc, anh Nguyễn Bạch Túc, anh Jimmy Phan, anh Hoàng Thưởng, ông Phát Kiên,
anh Tony Đinh, bác sĩ Vượng, anh Sơn Lam, anh Nguyễn Hồng Dũng, cô Phan Hà, cô Marie Phạm, chị Sơn Loan, anh Trần Song Nguyên. Anh Túc đã vận động rất nhiều các hội đoàn, nhiều ngày nhiều tháng, mặc dù tuổi đã cao và sức khỏe không được như xưa. Anh vận động sự tham dự của họ trong việc ra tranh cử và việc bỏ phiếu. Ngoài ra, đặc biệt anh Jimmy Phan đã cố gắng vận động cho phụ nữ. Tôi nhớ có một bữa cơm ở tiệm ăn Di Lạc, anh đã đưa 5-6 vị phụ nữ ra tranh cử. Chúng tôi rất lưu tâm và quan tâm đến sự hiện diện của phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta. Tôi xin gửi bản chứng nhận sau đây. Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California, cơ chế cộng đồng ghi nhận sự cao tinh thần cao quý, sự đóng góp nhiệt thành và hy sinh của Hoàn Thưởng trong công cuộc xây dựng cộng đồng người Việt quốc gia vùng Bắc California nhiệm kỳ tháng 9 22 đến tháng 9 23. Chúng tôi gửi ông đến tất cả sự riêng và quý mến của toàn thể cơ chế và thành viên của cộng đồng. Trước tiên chúng tôi là Hoàng Thưởng xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Bích đã thay thế để có thể điều hợp được ủy ban bầu cử ban đại diện cộng đồng Việt Mỹ nhé. Chúng ta phải nói rõ ràng là Việt Mỹ Bắc California. Cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong ủy ban bầu cử cho chúng tôi cơ hội để làm việc chung, và chúng tôi thấy đây là một điều chúng ta cần phải củng cố lại và làm cách nào đó để cộng đồng của chúng ta càng ngày càng vững mạnh hơn. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn luật sư Bích. Anh Tony Đinh, kỳ vừa anh không đến, tôi xin gửi bằng chứng nhận cho anh Tony Đinh. Quay lại các bạn. Rất nhất là cảm ơn luật sư Nguyễn Bích. Tôi xin gửi một số hoa cho các chị đã đóng góp rất nhiều cho công việc của chúng tôi. Lúc nào cũng làm việc, trời nắng hay trời mưa, tôi xin gửi cái bông hoa này cho chị Dung. Một người mà chúng ta quên trong nhiều năm tháng không nhắc đến là phu nhân của anh Jimmy Phan, rất đắc lực trong hậu trường, năng nổ rất nhiều trong các sinh hoạt cộng đồng. Đó là chị phu nhân ông Triệu Hà, anh Triệu Hà của chúng ta. Chị Đặng Long, tôi không biết chị nhiều nhưng mà lúc nào cũng làm việc, cũng cố gắng, cũng ủng hộ những công việc của chúng ta. Tôi xin gửi bông hoa này cho chị Đặng Long. Lấy cơ hội này, cảm ơn các quý vị đã đứng ra đảm nhiệm chức vụ trong các bộ phận lãnh đạo của cơ chế cộng đồng của chúng ta. Tôi xin nhắc đến ủy ban chấp hành là anh Triệu Hà, ông Trần Chánh Tùy, ông Phát Kiên, ông Trần Sang Nguyên, ông Nguyễn Hồng Dũng. Hội đồng đại biểu của chúng ta có ông Chủ tịch Mai Khuyên, anh Sam Hồ. Ban thường vụ có anh Duy Văn, Nguyễn Dũng, Cao Hồng, Văn Phấn, Cao Thị Tình, Nguyễn Minh Huy, Dương Hạ Phong. Bộ phận Community Foundation có niên trưởng Phan Quang Nghiệp, anh Tony Đinh, anh Hải Huỳnh, bác sĩ Phạm Đức Vượng, anh Nguyễn Trung Cao, anh Trần Đức Túc. Giám đốc điều hành là anh Cao Hồng, giám đốc tài chính là cô Phan Mỹ Linh, thư ký là cô Maria Phạm, treasurer, thủ quỹ là cô Phan Hà và ban giám sát là anh Jimmy Phan. Công việc của ban bầu cử đáng lẽ kết thúc tháng 9 vừa qua, nhưng vì công việc xây dựng các cơ chế chúng tôi phải nán lại, và các anh chị trong hội đồng đại biểu và hội đồng và trong ủy ban chấp hành yêu cầu chúng tôi tổ chức cái buổi ra mắt. Xin mời quý vị ở đây ngày 14 tháng Giêng năm 2024. Xin quý vị tham dự cái cuộc ra mắt của toàn thể cơ chế cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Tôi xin mạn phép thay mặt ban tổ chức, ban bầu cử cũng như quý vị đại diện trong cộng đồng đã có những cái đóng góp to lớn để hình thành của ủy ban chấp hành và cơ chế cộng đồng ngày hôm nay. Xin mạn phép được trình bày cái mục đích để thắt chặt tình thân hữu các thành viên trong cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali và để gây cao tinh thần ghi trong tuyên ngôn và nội quy sinh hoạt cộng đồng. Bài lò, ban bầu cử tổ chức cuộc họp mặt cuối năm này. Do đó, sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay đã là một khích lệ to lớn đối với ban bầu cử và những người quan tâm tới những sinh hoạt của chúng ta. Một lần nữa,
ban bầu cử và cùng tất cả quý vị chia sẻ lời cảm ơn chân thành đến với tất cả quý vị hiện diện. Xin cảm ơn. Hôm nay là nhân mùa lễ tạ ơn ban bầu cử cộng đồng tổ chức cuộc họp mặt hôm nay, cũng như là một vấn đề truyền thống để sau này tất cả những cái gì nhớ đến cái cộng đồng và nhớ đến những người đã đóng góp. Thì hôm nay vấn đề của bầu cử thì luật sư Bích đã trình bày rất nhiều, nhưng mà tôi có cái nhiệm vụ là vì được ban bầu cử chỉ định cho tôi. Vấn đề thứ nhất là liên hệ các hội đoàn đoàn thể, các đơn vị và các nhân sĩ để xin ý kiến có nên thành lập cộng đồng Bắc Việt Mỹ Bắc Cali không, và sau đó được phản hồi là tất cả đồng thuận, trên 49 hội đoàn đã đồng thuận cho chúng tôi làm việc đó. Thứ đến là chúng tôi cũng liên hệ với tất cả các cái nhân sĩ, các người đã có công đóng góp và có cái lập trường quốc gia để đứng ra ứng cử cộng đồng, thì cũng đã được hưởng ứng. Mà may mắn nhất là ba liên danh, và ba liên danh đó rất xứng đáng và có một cái quyết tâm rõ ràng để làm cho ban bầu cử chúng tôi yên tâm là đoàn kết, xây dựng và phát triển. Bác sĩ Trần Công Luyện, bác sĩ Trần Quyền, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi, ông luật sư Đỗ Trân Quế ngày hôm nay đã qua đời rồi, và cựu trung tá Nguyễn Tá Đàm, năm vị bổ lão đó đã có cái trăn trở muốn có một cái cộng đồng vững mạnh để mà đại diện cho hơn 100.000 người Việt, người Mỹ gốc Việt ở miền Bắc Cali. Thì đã cử tôi và một số người nữa để làm cái ban vận động bầu cử, và cái ban vận động bầu cử đó sau nhiều tháng hoạt động thì đã thu thập được trên 40, có thể là 50 cái hội đoàn đã đồng ý là phải có một cái ban bầu cử để mà bầu cho được một cái cơ chế cộng đồng chính danh vững chắc để mà giúp cho đồng bào ở đây. Tiếp theo, sau khi ban bầu cử, ban vận động bầu cử thì thành lập được cái ban bầu cử chính thức cho bác sĩ Trần Công Luyện làm trưởng ban và tôi là phó trưởng ban, thì mọi việc tiến hành rất là tốt đẹp theo cái vận tốc lúc đầu thì rất là suôn sẻ. Tuy nhiên thì nhân sự, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, đùng một cái thì có cái Covid-19 xảy ra, rồi phu nhân của bác sĩ Trần Công Luyện qua đời. Đó là những lý do mà bất ngờ, cho nên rồi thì là khó khăn. Thì các ban bầu cử bác sĩ Trần Công Luyện đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Thì trong một cái phiên họp khoáng đại cộng đồng thì mới đề nghị luật sư Paul Bích Nguyễn để mà làm trưởng ban bầu cử theo cái cơ chế mới. Và thật là một sự may mắn cho cộng đồng chúng ta có được một ông luật sư trẻ và rất là có tâm huyết đứng ra để tổ chức cái cơ chế của cộng đồng nó phù hợp với luật pháp và luật hợp phù hợp với lại cái quê của người Mỹ ở đây, làm đâu đó nó đàng hoàng trong nó ba cơ chế: hội đồng đại biểu, hội đồng các thành và cái community foundation. Và trải qua một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu chính thức và rất là thành công, thì tới ngày hôm nay rất mừng là các cái cơ chế của cộng đồng Việt Nam chúng ta đã được thành công. Tuy là chưa ra mắt, khoảng chừng một tháng nữa, hơn một tháng nữa thì cái cộng đồng Việt Mỹ gồm các ba cơ chế sẽ chính thức ra mắt công chúng và chính quyền địa phương. Tuy nhiên ngày hôm nay là một cái dịp để mà chị lỗi nói mèo khen mèo dài đuôi,
mình hợp đỡ bổi với nhau để mà an ủi nhau, để mà khuyến khích, để mình ghi ơn những cái người đã đóng góp rất nhiều cho cái việc vận động để thành lập cuộc bầu cử và thành lập được cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại ngày hôm nay. Chúng tôi xin đặc biệt chuyển dương luật sư Nguyễn Bích, người rất là có can đảm như mọi người đã biết, và một mình luật sư Bích thì không làm gì được, và những người mà thật sự có công ngày đêm cố gắng trước những cái khó khăn mà tưởng đâu là không vượt qua được, mà nhiều người đã thất vọng, mà những anh em đó đã quyết tâm để mà xây dựng được. Tôi muốn nói đến cựu thiếu tá cảnh sát Trần Đức Túc, anh Jimmy Phan, anh cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Phát Kiên, anh cựu biệt động quân Trần Thống Nguyên, và những người mà không có nại tài chánh uy tín của mình để mà yểm trợ cho các cái công việc của cái ban bầu cử. Và để cho không khí nó thay đổi chút xíu thì tôi xin phép để thưa quý vị như thế này nè. Trong ba vị thủ ủy liên danh á, tôi xin mời ba vị cùng đứng lên để cho mọi người cùng biết, bởi vì có những vị đã biết rồi, có những vị chưa biết. Trước hết xin mời anh Triệu Ngọc Hà đứng lên. Thứ hai là mời anh Hải Quỳnh cùng đứng lên. Và thứ ba mời cô Tina Thúy Hằng cùng đứng lên. Đây là ba vị rất can đảm đã ra dấn thân phục vụ cộng đồng vô vị lợi và đã nói lên cái tinh thần hiến thân, dấn thân, đóng góp cho những sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả ba vị. Xin mời. Sau đây chúng tôi xin mời Niên trưởng Triệu Hà có đôi lời chia sẻ với lại quý vị quan khách của chúng tôi. Xin mời Niên trưởng Triệu Hà. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả quý vị trong cơ chế cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali, rất là hân hạnh được nối tiếp tiếng phát biểu của Niên trưởng Nghiệp rồi anh Mai Khuyên. Cái vai trò của tôi 100% cần sự giúp đỡ của Niên trưởng, cái vai trò của tặng Community Foundation và bên hội đồng đại biểu. Theo luật by law của luật sư Bích thì quý vị bắt buộc phải giúp tôi, luật sư Bích, theo by law của luật sư Bích là ông Community Foundation và hội đồng đại biểu bắt buộc phải giúp tôi để thi hành công việc. Nếu tôi làm sai, quý vị mời tôi xuống. Tôi làm dở, quý vị mời tôi xuống. Thực tế ra, tôi là một người tị nạn, một gia đình bị đối xử rất tệ đối với cộng sản, tịch thu nhà cửa, upside down ở trên thành phố bên dưới. Tôi đã vượt biên qua đây và những năm cuối cùng tôi cố gắng ra cộng đồng để làm được những gì cộng đồng và xây dựng cộng đồng được lớn mạnh. May mắn thay, những người ứng cử viên họ đã đồng ý hợp tác với tôi, cũng như anh Jimmy Phan đã giới thiệu là anh Hải Huỳnh và cô Tina Phạm đã đồng ý vào hợp tác trong ủy ban điều hành. Kính thưa quý vị, trong cơ chế cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali, vấn đề quan trọng chúng ta phải giữ tinh thần quốc gia, bảo vệ văn hóa và cùng một tiếng nói. Mặc dù chúng ta cơ chế có ba branch, có ba nhánh, nhưng chúng ta phải cùng một tiếng nói. Không thể tôi nói A, bà nói B, ông kia nói C, chúng ta không đồng nhất thì chúng ta không thể làm được việc gì hết. Đó là điều vấn đề tương thân, tương trợ và phải tương kính với nhau. Phải tương kính, nhấn mạnh cái tương kính. Không kính nhau thì chúng ta làm việc chung mới không được.
Như vợ tôi thường nói, em mà không có kính anh, em không ở với anh được nữa. Quý vị, nên tương kính lẫn nhau, chúng ta phải làm việc tương kính lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, thì những gì khó khăn chúng ta ngồi tự giải quyết, và không thể đem những cái chuyện của nội bộ đem ra ngoài mà nói đi nói lại. Đó là lời nói cuối cùng, và xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức. Xin kính chào quý vị. Một cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng, đó là cái điều quan trọng. Khi mà có sự đoàn kết rồi đó, cái nhiệm vụ của mỗi người đều rất là giản dị. Và nhất là đối với cái foundation, chúng tôi có thể không hẳn chúng tôi chỉ làm công tác để mà gây quỹ không, mà chúng tôi làm một cái công tác để mà nối kết lại với tất cả cộng đồng mình và các cộng đồng khác nữa, để làm sao chúng ta xây dựng một cái nền tảng thật là vững chắc. Thì như vậy thì cái đại diện cộng đồng chúng ta mới có thể trường tồn. Đó là những cái lời tâm huyết của chúng tôi, và chúng tôi xin cố gắng hết sức để có thể đảm việc cái chức vụ này giữa cái sự mà dìu dắt với sự dẫn dắt của bên hội đồng bên director board của bên hội đồng foundation, như là cái niên trưởng Dư Đại Nghiệp đã có phân tích trước đây. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một cái năm mới, một Giáng sinh vui vẻ mà năm mới được tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn anh Cao Hồng rất là nhiều về những cái chia sẻ của anh đối với quý cô kết của chúng tôi. Chúng tôi xin phép mạng phép quý vị để mà thưa một điều rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nó có một cái giá trị tình cảm rất là lớn. Đó là Anthony Dinh, CEO của Grand City One, tặng cho Jenny $100. Số tiền này giống như là một vị chú mà tặng cho đứa cháu vậy đó. Nhưng cái điều đáng nói là Jenny cảm thấy rằng Jenny muốn tặng lại cái số tiền này cho ban bầu cử. Thì chúng tôi muốn mạn phép Anthony Dinh, chúng tôi có thể làm được chuyện đó không? Ok, nhưng mà khi anh tặng cho Jenny, này thuộc quyền sở hữu của Jenny rồi, và Jenny tặng lại cho ban bầu cử, thì tôi chỉ làm nhiệm vụ thông báo thôi. Thì bây giờ mọi việc nó đã như vậy rồi.